Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã khiến xuất hiện nhiều địa điểm nứt đất có nguy cơ sụt lún. Tỉnh Đắk Nông đã ra công điện khẩn chỉ đạo đề phòng, ứng phó với mưa lớn sạt lở đất. Liên quan đến vụ việc xuất hiện vết nứt kéo dài sau nhiều tiếng nổ lạ tại địa bàn Bon Bucrac, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, chiều qua ông Trần Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức cho biết, hiện tượng nứt gãy sạt lở đất tại khu vực này tiếp tục lan rộng hơn và xuất hiện một số vết nứt mới. Đến chiều nay, các vết nứt đã kéo dài thêm khoảng 1,5 km. Để bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội di rời 45 hộ dân với 145 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tục vận động thêm 10 hộ dân với 44 khẩu ở Bon Buprang ra khỏi vùng đất gãy. Trong khi đó, từ đêm ngày 1 đến sáng ngày 2 tháng 8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện những đường bị nứt, gãy nằm phía bên phải tuyến theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện khu vực trên đang được các đơn vị chức năng phân luồng giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào và chờ theo dõi.